Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review bơ đậm đặc ngăn ngừa và chống dạn da Palmer giá bao nhiêu. Mua ở đâu? Có tốt không? Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích công dụng bơ đậm đặc ngăn ngừa và chống dạn da Palmer. Cải thiện 98% độ đàn hồi trên da, ngăn ngừa và làm giảm dạn da, dưỡng ẩm và làm mềm mịn da. Dưỡng da săn chắc, dưỡng da tái tạo da, phục hồi da hơ tổn, chống lão hóa da, an toàn cho mẹ và bé bơ đậm đặc ngăn ngừa và chống dạn da palmer với chiết xuất sản phẩm được chiết xuất từ bơ ca cao vitamin e tinh dầu a gần giúp dưỡng ẩm sâu cho da và các thành phần dầu có lợi cho việc ngăn ngừa tái tạo và phục hồi các vùng da bị dạn nứt đồng thời tăng cường dưỡng chất giúp dưỡng ẩm cho da ngăn ngừa vết dạn xuất hiện trong những tháng cuối thai kỳ mang lại làn da láng mượt trắng sáng đều màu không lo dạn da xuất hiện dù bạn đã sinh nở nhiều lần sản phẩm không paraben không chất tạo mùi, không chất tạo màu, giúp nuôi dưỡng, chăm sóc da và mô luôn mềm mại, dẻo dai. Giúp giảm thiểu những vết dạn da hiện có, có tác dụng chuyên biệt lên các vết dạn da lâu năm và dạn da mức độ cao. Khó hồi phục bơ đậm đặc ngăn ngừa và giảm dạn da tăng cường Pamơ là sản phẩm ngăn ngừa chuyên sâu cho những vùng da bị dạn nứt cao. Hơn 98% chị em phụ nữ tin dùng và hài lòng bởi mức độ an toàn của sản phẩm, Pamơ khẳng định được vị thế số 1 của mình trên thị trường quốc tế sản phẩm được kiểm nghiệm lâm sàng bởi các chuyên gia da liễu hàng đầu tại Mỹ, an toàn cho mẹ và bé. Hướng dẫn sử dụng, dùng dưỡng da từ tháng thứ bảy của thai kỳ đến sau sinh, dùng hai lần một ngày. Dùng cho vùng bụng, đùi, kết hợp massage nhẹ nhàng, duy trì dùng 2, 3 hộp để nhận thấy hiệu quả mong muốn. Lưu ý, nếu là lần đầu tiên sử dụng sản phẩm ngăn ngừa dạn da Palmer, bạn nên dùng một tiếp kem ngăn ngừa dạn Palmer để làn da quen dần với hàm lượng của sản phẩm bơ ngăn ngừa dạn Palmer trước khi sử dụng. Bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau, click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất. Để lại thông tin liên hệ, chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm lưu ý hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng để có thể mua được sản phẩm chính hãng tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết.